Tôi là Nam, bếp trưởng tại Ministry of Men nằm trong Sofitel Sài Gòn Plaza. Đam mê của tôi là tạo ra những món ăn có thể truyền cảm hứng và kể những câu chuyện đằng sau đó. Hôm nay tôi mời bạn đi cùng tôi trên một hành trình khác biệt. Hành trình hòa quyện quá khứ với hiện tại, đông sang tây, hành trình xuyên qua thời gian, vượt qua các châu lục, ngay trên chiếc bàn ăn của bạn. Tưởng tượng bạn có thể du hành vượt thời gian ngay trên chiếc bàn ăn của mình. Thực đơn mới của chúng tôi là một lời tôn vinh về di sản phong phú của các chuyến thám hiểm của Hải quân Hà Lan và về truyền thống ẩm thực đầy sắc màu của Đông Nam Á. Nó không chỉ đơn thuần là về thức ăn, nó còn là việc hòa mình vào cộng đồng, tạo ra sự kết nối và cùng nhau chia sẻ niềm yêu thích với đồ ăn ngon. Tôi đã lấy cảm hứng từ các loại gia vị được chở trên các tàu Hà Lan đi khắp trên thế giới và kết hợp chúng với hương vị tươi mới, đậm đà của Việt Nam nơi tôi lớn lên cùng. Sự kết hợp này không chỉ là sự pha trộn của các hương vị mà còn là sự hòa quyện của các câu chuyện, văn hóa và truyền thống. Mỗi món ăn đều là minh chứng cho di sản phong phú và đa dạng này. Ministry of Men là nơi mọi người kết nối, chia sẻ những câu chuyện và hình thành các mối quan hệ. Đây không chỉ là một không gian nơi những món ăn chỉ dành cho việc thưởng thức, mà còn là một trải nghiệm chung, một câu chuyện chung để gắn kết các mối quan hệ. Và đó chính là những gì chúng tôi muốn thể hiện. Vì vậy, hãy đến Ministry of Men để cùng nhau tạo ra và gắn kết những mối quan hệ quanh chiếc bàn tiệc. Hãy cùng nhau thưởng thức những câu chuyện tinh tế mà mỗi món ăn kể, thưởng thức lịch sử và văn hóa được gói gọn trong đó và cùng chia sẻ niềm vui khi tận hưởng những hương vị đặc sắc ngay tại đây, tại trung tâm của Sài Gòn.